Hội đồng hương Hưng Yên ở Moscow vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 12 năm thành lập. Sự kiện này nhằm tăng cường gắn kết hơn nữa những người con Hưng Yên tại Liên bang Nga trong bối cảnh tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, đặc biệt là sau lệnh động viên một phần vào quân ngũ. Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã gửi lãng hoa và thư chúc mừng, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng hương Hưng Yên ở Moscow trong những năm qua và tự hào về những người con xa quê luôn hướng về quê hương. Hưng Yên hiện đang có trên 5.000 người đang học tập lao động tại Liên bang Nga. Đây cũng là một trong những nước có số người Hưng Yên tới lao động và học tập nhiều nhất trên thế giới. Trong đó, Hội đồng hương Hưng Yên ở Moscow có trên 500 người tham gia. Dù xa xứ, nhưng những người con của quê hương vẫn luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau và hướng về quê hương. Đồng thời tích cực góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam, hình ảnh quê hương với bạn bè quốc tế. Ngoài việc giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, phát triển kinh doanh, các hội viên còn tích cực tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ phúc lợi từ thiện của tỉnh, ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Công tác Cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đánh giá cao những đóng góp quý báu của Hội đồng hương Hưng Yên trong việc hỗ trợ đưa bà con Việt Nam bị mắc kẹt do xung đột ở miền Nam Ukraine về nước qua Liên bang Nga. Đồng thời hứa sẽ tích cực phối hợp với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga luôn đồng hành hỗ trợ bà con tháo gỡ những khó khăn tại nước sở tại.